Trong video kỳ trước có tên Vladimir Putin, từ điệp viên KGB tới Tổng thống Nga, chúng ta đã cùng nhau theo dõi hành trình của Putin trở thành vị Tổng thống thứ hai của nước Nga non trẻ. Vậy Putin sẽ làm những gì để thúc đẩy một đất nước mới được hồi sinh từ tro tàn của Liên Xô trở thành một cường quốc như hiện nay? Và ông đã từng bước trở thành vị Tổng thống có quyền lực tuyệt đối của nước Nga ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết Putin, Tổng thống uy quyền tuyệt đối của nước Nga, của tác giả Mr. Backturn, được đăng trên website của Spiderum lần này nhé. Ngày 7 tháng 5 năm 2000, lễ nhậm chức của Tổng thống Putin chính thức diễn ra. Đây có thể xem như một cột mốc mới trong lịch sử nước Nga nói riêng và thế giới nói chung. Việc Putin thắng cử và lên nhậm chức đã đánh dấu một bước khởi sắc mới cho nước Nga trong giai đoạn lịch sử hậu Xô Viết. Từ một đất nước có nền chính trị rối ren, kinh tế xuống dốc, Putin giờ đây sẽ bắt tay vào hành trình đưa nước Nga dần lấy lại vị thế của một cường quốc đã mất. Ngay khi trúng cử, Putin đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm tái lập quyền lực tuyệt đối của Điện Kremlin đối với đời sống chính trị vốn đang đầy hỗn loạn của Nga. Một trong những hành động đầu tiên của ông là xây dựng lại hệ thống quyền lực từ trên xuống theo truyền thống, cái mà ông gọi là quyền lực theo chiều dọc. Cần phải biết rằng, dưới thời Tổng thống Yeltsin, 89 vùng lãnh thổ chính trị cấp dưới liên bang ở nước Nga đều được trao những quyền tự trị rất lớn, dẫn tới sự phân mảnh quyền lực sâu sắc trong nội bộ đất nước. Thậm chí, sự ly khai của Chechnya dẫn tới cuộc xung đột Nga-Chechnya cũng bắt nguồn từ yếu điểm chí mạng ấy. Để giải quyết tình trạng nhức nhối đó, ngày 13 tháng 5 năm 2000, Putin đã ban hành một sắc lệnh tổ chức lại 89 chủ thể liên bang của Nga thành 7 quận liên bang hành chính. Tiếp đó, ông bổ nhiệm 7 vị đại diện toàn quyền của Tổng thống tại mỗi quận liên bang. Có thể nói, với tham vọng một cường quốc Nga của Putin, thì hành động tập trung quyền lực này là một nước đi hết sức cần thiết và đúng đắn. Một hành động khác còn mang ý nghĩa quan trọng hơn là Putin đã tiến hành cải cách triệt để hệ thống Thượng viện Nga cũng như Ủy ban liên bang. Đồng thời, ông cũng dần thay thế các nhân sự cũ không đạt yêu cầu, kể cả những người từng thân cận với Yeltsin. Việc thay đổi và thanh lọc bộ máy chính quyền này cũng đạt được nhiều hiệu quả tức thời. Quyền lực được tập trung vào tay giàn nội các mới của Putin. Các quy tắc mới cũng nhanh chóng được vận dụng để bộ máy hoạt động trơn tru và đúng chủ trương của ông hơn. Ngoài những cải cách nói trên, Putin và bộ máy của mình cũng trực tiếp đối đầu với nhiều quan chức hoặc những nhóm lợi ích có thái độ bất tuân. Một số cái tên tiêu biểu trong nhóm này có thể kể đến là Vladimir Alexandrovich Gusinsky, Boris Abramovich Berezovsky và sau này là Mikhail Borisovich Khodorkovsky. Đáng nói nhất trong số đó là Gusinsky, người từng ủng hộ các đối thủ tranh cử với Putin và bấy giờ còn là người cầm đầu các thành viên chủ chốt trong bộ máy cũ của Yeltsin. Thế nhưng, chỉ trong vòng một năm sau khi Putin nắm quyền, Gusinsky đã bị biến từ một kẻ có ảnh hưởng trở thành người ra tù vào tội. Những chiến dịch thanh trừng kiểu như vậy đã khiến Putin phải nhận nhiều lời chỉ trích về việc đã đứng sau giật dây và đạo diễn các phiên tòa xét xử những đối thủ chính trị. Nhiều người nhận xét rằng đây là một phần trong những nỗ lực của Điện Kremlin nhằm kiểm soát toàn bộ truyền thông và các lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế nước Nga. Dù bị chỉ trích, nhưng cũng không ít người ủng hộ Putin và cho rằng việc hành động quyết liệt như vậy đã giúp củng cố hình ảnh một vị lãnh đạo quyền lực và dám nghĩ dám làm. Sở dĩ Putin có khả năng thực hiện những cải cách mạnh mẽ đến vậy là vì trong bộ máy chính phủ mới của ông, đa số đều là những người ủng hộ vị tổng thống mới này. Mặt khác, Putin cũng được hậu thuẫn bởi các nhóm các nhà cải cách kinh tế từ quê hương St. Petersburg của ông. Ngoài ra, còn có một thế lực khác mà ông có thể tin cậy cũng như có được sự ủng hộ sâu sắc, ấy là những chính khách có xuất thân từ cơ quan an ninh quốc gia như mình. Sự hợp tác một cách trơn tru giữa các nhóm quyền lực đó đã đem lại hiệu quả tuyệt đối cho các bước đi của Putin suốt nhiệm kỳ thứ nhất. Nhìn chung, nhiệm kỳ đầu tiên của ông diễn ra tương đối suôn sẻ. Hình ảnh ông Putin trong lòng người dân đã trở thành một biểu tượng cho sự nam tính, tận tình và quyết đoán. Suốt 4 năm cầm quyền, ông Putin chỉ gặp hai cuộc khủng hoảng truyền thông lớn xảy ra vào năm 2000 và năm 2002. Cuộc khủng hoảng truyền thông đầu tiên xảy ra vào tháng 8 năm 2000, tức là chỉ 3 tháng sau khi ông nhậm chức tổng thống. Chiếc tàu ngầm nguyên từ Nga có tên Kursk bị đắm ngoài khơi bán đảo Kola, dẫn tới hậu quả 118 thủy thủ thiệt mạng. Trong những ngày đầu tiên, rất nhiều người thuộc đủ mọi tầng lớp trong xã hội Nga tức giận với sự thất bại của chính phủ và quân đội trong việc cung cấp thông tin và giải quyết thảm họa. Sau nhiều ngày để dân chúng tức giận và hoang mang,
Putin khi ấy đang trong kỳ nghỉ đã quyết định quay trở lại Moscow và nhận trách nhiệm trực tiếp giải quyết cuộc khủng hoảng. Sau khi chiếc tàu ngầm được trục vớt, Putin vẫn tiếp tục bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông đại chúng Nga vì sự bất lực của mình trong những ngày đầu đảm nhiệm công tác. May mắn thay, sự kiện này không để lại hậu quả lâu dài đối với hình ảnh của Putin trên truyền thông. Cuộc khủng hoảng truyền thông thứ hai diễn ra vào tháng 10 năm 2002, khi vụ khủng bố bắt cóc con tin tại nhà hát Moscow diễn ra. Nhiều tờ báo của Nga và các phương tiện truyền thông quốc tế, đặc biệt là phương Tây, đã lên án về cái chết của 130 con tin trong chiến dịch giải cứu của lực lượng đặc nhiệm. Họ cho rằng đó là một vết nhơ sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến sự ủng hộ của người dân với Putin trong tương lai. Tuy nhiên, trái ngược với sự chỉ trích từ bên ngoài, ngay sau khi cuộc giải cứu kết thúc, thì tỷ lệ ủng hộ công chúng Nga với ông lại tăng lên mức cao kỷ lục tới 83%. Hầu hết người Nga tuyên bố họ hài lòng với Putin và cách ông xử lý cuộc giải cứu, cho thấy đường lối lãnh đạo cứng rắn của ông đã tạo được ấn tượng rất tốt trong bối cảnh đương thời. Không chỉ có những bước tiến về mặt chính trị, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2004, Putin đã bắt đầu tái thiết lại nền kinh tế Nga từ tình trạng nghèo đói hậu Xô Viết. Nhiệm kỳ tổng thống thứ nhất của Putin cũng được đánh dấu bằng sự dàn xếp quan hệ với các nhóm tài chính công nghiệp lớn. Họ sở hữu nguồn lực hùng mạnh về tài chính và truyền thông, và đó chính là những vũ khí quan trọng trong cuộc chiến tranh chính trị tại Nga. Putin dường như đã đạt được một dạng thỏa thuận ngầm với nhóm những nhà tài phiệt này. Họ được phép duy trì quyền lực ngầm, nhưng với điều kiện là phải phục tùng chính phủ mới của Putin. Trong suốt nhiệm kỳ thứ nhất của Putin, GDP tăng trung bình 7% mỗi năm, một con số cực kỳ khả quan. Điều này có được là nhờ các cải cách thuế mang tính toàn diện được áp dụng và nỗ lực rộng rãi nhằm bãi bỏ quy định quá có lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một yếu tố quan trọng khác là nền kinh tế Nga được thúc đẩy bởi sự bùng nổ hàng hóa những năm 2000, bao gồm giá dầu cao kỷ lục. Một quỹ doanh thu từ dầu mỏ đã cho phép Nga trả hết các khoản nợ của Liên Xô vào năm 2005. Ngoài ra, vào giai đoạn này, kinh tế Nga cũng tập trung mạnh vào sản xuất và xây dựng, tạo nền tảng vững chắc cho những giai đoạn tiếp theo. Trở lại một năm trước, khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2004 diễn ra, trong cuộc bầu cử nghị viện, Đảng nước Nga Thống nhất ủng hộ Putin đã giành được một thắng lợi vô tiền khoáng hậu. Các nhà quan sát chính thức từ nước ngoài đã gọi đó là một cuộc bầu cử tự do. Thế nhưng, họ cũng ghi chú rằng các cơ quan truyền thông lớn do nhà nước kiểm soát, đặc biệt là truyền hình quốc gia Nga, những cơ quan này đã tiến hành các chiến dịch truyền thông rộng lớn và có phần không công bằng dành riêng cho đảng cầm quyền. Quả thực, đa số các đài truyền hình Nga khi ấy dưới quyền quản lý trực tiếp hay gián tiếp của Kremlin. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy quyền lực của Putin sau 3 năm nắm quyền đã thực sự bén rễ và phát triển mạnh mẽ, báo hiệu cho những pha chuyển mình lớn về sau. Ngày 24 tháng 2 năm 2004, chưa tới một tháng trước cuộc bầu cử, Putin đã cách chức Thủ tướng Kazyanov và toàn bộ chính phủ Nga sau những bất đồng về chính sách kinh tế. Sau đó, ông chỉ định Viktor Borisovich Krestenko làm quyền thủ tướng. Ngày 1 tháng 3 cùng năm, ông lại chỉ định Mikhail Yefimovich Kravchuk vào vị trí này. Dù có một cuộc thay máu lớn ngay trước thềm tranh cử, thế nhưng dường như các động thái ấy không làm suy giảm sức ảnh hưởng của Putin. Ngày 14 tháng 3 năm 2004, Putin thắng cử nhiệm kỳ thứ hai với 71% số phiếu bầu, một con số áp đảo tất cả những cử tri còn lại. Một lần nữa, các kênh truyền hình lại thực hiện một chiến dịch tuyên truyền một phía ủng hộ Putin. Đa số chúng đều là các kênh do nhà nước sở hữu hay kiểm soát. Tuy nhiên, chiến dịch tranh cử và việc kiểm phiếu bầu đều được các phái đoàn của Văn phòng vì các thể chế dân chủ và nhân quyền thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tuyên bố là tự do và công bằng. Ngày 13 tháng 9 năm 2004, sau vụ khủng hoảng con tin trường học tại Beslan và những vụ tấn công hầu như đồng thời của những kẻ khủng bố Chechnya vào Moscow, Putin đã đưa ra một sáng kiến nhằm thay thế các cuộc bầu cử các thống đốc vùng bằng một hệ thống mới. Cụ thể thì theo đó, họ sẽ được tổng thống đề cử và được chấp nhận hay không thì lại tùy thuộc vào các cơ quan hành pháp địa phương. Tuy vậy, có nhiều người phản đối hệ thống mới này. Họ coi đây là một bước xa rời dân chủ ở Nga và quay lại với bộ máy tập trung trung ương thời kỳ Xô Viết. Cùng ngày hôm đó, Putin đã công khai ủng hộ kế hoạch của Ủy ban bầu cử trung ương về việc bầu các đại biểu dựa hoàn toàn trên sự giới thiệu từ các vùng. Như vậy, quyền lực chính trị lại thêm một lần nữa được thâu tóm vào tay điện Kremlin. Ngày 25 tháng 4 năm 2005, Putin đã gây ra một số tranh cãi trong dư luận khi tuyên bố coi sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết như là thảm họa địa chính trị lớn nhất thế kỷ.
Lời nói này được phương Tây và một số nước xung quanh nhìn nhận với thái độ chỉ trích, trở thành đề tài để công kích Putin rằng ông đang xa rời dân chủ và manh nha cộng sản. Dĩ nhiên là sau đó, Putin đã nói rằng ông không hề ca ngợi Liên bang Xô Viết cũ mà chỉ muốn nhấn mạnh tới ảnh hưởng mạnh mẽ của sự sụp đổ này trên thế giới, đặc biệt với kinh tế và đời sống người dân từ các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Lời giải thích này được đông đảo dân chúng ủng hộ, do hầu hết người dân Nga khi ấy, mặc dù không thích thú gì cuộc sống đói kém thời kỳ trước đây, nhưng họ vẫn luôn tự hào về một quá khứ Xô Viết huy hoàng. Như để chứng thực cho tuyên bố của mình, cùng năm, Putin đã bãi bỏ ngày kỷ niệm cách mạng tháng 10 Nga khỏi danh sách các ngày nghỉ lễ hàng năm. Một trong những khía cạnh gây tranh luận nhiều nhất trong nhiệm kỳ thứ hai của Putin là việc tiếp tục đối đầu một cách gay gắt với những nhóm lợi ích có thái độ bất tuân. Chiến dịch tiêu biểu trong nhiệm kỳ này của Putin là việc truy tố người giàu nhất nước Nga bấy giờ là Mikhail Khodorkovsky, chủ tịch công ty dầu mỏ Yukos. Với động thái này, đa phần truyền thông quốc tế coi đó là một hành động chống lại một người từng cung cấp tài chính cho các đối thủ chính trị của Kremlin. Thế nhưng, chính phủ Nga lại đưa ra tuyên bố rằng Khodorkovsky trên thực tế đã thực hiện hành vi mua chuộc phần lớn đại biểu Hạ viện Nga, ngăn chặn việc đưa ra những sửa đổi về thuế nhằm kiếm lợi ích riêng. Chính phủ Nga còn lập luận rằng những hành động của họ chống lại các nhân vật đầu sỏ như vậy hoàn toàn dựa trên tinh thần pháp luật. Hơn nữa, mục đích của những chiến dịch này là nhằm kiềm chế cũng như hủy bỏ những xung đột nghiêm trọng trong nền kinh tế Nga, bởi giới siêu giàu đã có được quá nhiều đặc quyền đặc lợi trong nhiều năm trước đó. Tuy nhiên, như đã nói ở phần trước, theo thỏa thuận lớn của Putin với giới tài phiệt, những đầu sỏ tài phiệt khác từng thiết lập được quan hệ tốt với Kremlin như Roman Abramovich và Vladimir Putin thì hoàn toàn yên ổn, không ai bị đặt vấn đề nghi vấn tài chính ở mức độ như vậy. Về mặt kinh tế, sau hai nhiệm kỳ liên tiếp thực hiện chính sách tập trung vào sản xuất và xây dựng để tái thiết nước Nga, Putin đã ổn định đáng kể tình hình đất nước. Nhưng có một thực tế phải nhìn nhận, ấy là dù có nhiều thành tựu, nhưng dưới thời Putin, các chỉ số khả năng cạnh tranh và điều kiện kinh doanh chưa có nhiều cải thiện, trong khi tham nhũng lại gia tăng. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước Nga khi ấy được các nhà kinh tế đánh giá phần lớn là do giá dầu tăng hơn là do hiệu quả của các chính sách của Putin. Trước tiên, chúng ta cần nhìn lại một chút về thành tựu của Putin trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai. Sau 8 năm, hai nhiệm kỳ liên tục thực hiện chính sách tập trung vào sản xuất và xây dựng để tái thiết nước Nga, Putin đã ổn định đáng kể tình hình đất nước và đưa vị thế chính trị của Nga trở lại sân chơi quốc tế, mang lại cho không ít người Nga cảm giác cường quốc Xô Viết đã trở lại. Nhưng có một thực tế phải nhìn nhận, ấy là dù có nhiều thành tựu, nhưng dưới thời Putin cũng tồn tại nhiều bất cập. Về mặt kinh tế, các chỉ số khả năng cạnh tranh và điều kiện kinh doanh chưa có nhiều cải thiện, trong khi tham nhũng lại gia tăng. Sự phát triển nhanh chóng của kinh tế nước Nga khi ấy được các nhà kinh tế phương Tây đánh giá, phần lớn là do giá dầu tăng hơn là do hiệu quả của các chính sách của Putin. Đồng thời, về mặt chính trị, việc trở lại sân chơi chính trị quốc tế một cách mạnh mẽ cũng đồng nghĩa với việc sự thù địch của phương Tây với Nga sẽ trỗi dậy trở lại. Rất có thể sẽ đưa Nga vào thế khó trên bàn cân chính trị nếu như mắc phải dù chỉ một sai sót nhỏ trong đường đi nước bước. Mặc cho những ánh nhìn tiêu cực từ phương Tây, tại Nga, sau hai nhiệm kỳ tổng thống, Putin được người Nga yêu mến hết lòng. Bởi những đóng góp to lớn cho đất nước, khi nhiệm kỳ thứ hai sắp kết thúc, nhiều người đã đề nghị sửa đổi hiến pháp Nga để cho phép Putin ra tranh cử tổng thống lần thứ ba. Sự đề xuất này nhanh chóng được quần chúng Nga ủng hộ nhiệt liệt, cho thấy sức ảnh hưởng to lớn theo thời gian của Putin, thêm phần khẳng định cho những thành tựu mà ông đã gây dựng được cho đất nước. Nhưng đây cũng lại chính là khó khăn mà ông phải đối mặt, hoặc sửa đổi hiến pháp và bị thế giới chỉ trích vì tham quyền cố vị, hoặc rời khỏi ghế tổng thống và suy giảm về sức ảnh hưởng nếu không có một người kế vị phù hợp. Sau đó, Putin đã lựa chọn phương án thứ hai. Ông từ chối đề xuất sửa đổi hiến pháp, không tham gia kỳ tranh cử tổng thống Nga năm 2008. Tuy nhiên, ông cũng tuyên bố, dù không ở cương vị tổng thống, ông vẫn muốn có ảnh hưởng đến tình hình chính trị của nước Nga. Như đã nói, trong cuộc bầu cử năm 2007, đảng nước Nga thống nhất do ông đứng đầu đã chiến thắng, qua đó để ngỏ khả năng ông lên làm thủ tướng. Ngày 10 tháng 12 năm 2007, Putin tuyên bố ủng hộ Phó Thủ tướng Dmitry Medvedev trở thành người kế nhiệm mình. Ngay lập tức, Dmitry Medvedev đề nghị Putin trở thành thủ tướng nếu ông trúng cử tổng thống. Ngày 17 tháng 12 cùng năm, Putin tuyên bố đồng ý nắm chức thủ tướng sau cuộc bầu cử năm tới. Sau sự thành công của người kế nhiệm của ông, Dmitry Medvedev, trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2008, ông được Medvedev bầu cử vào chiếc ghế thủ tướng Nga.
Putin chính thức nhậm chức vào ngày 8 tháng 5 năm 2008, mở ra giai đoạn nắm giữ chức thủ tướng lần thứ hai, kéo dài 4 năm. Giai đoạn này về sau sẽ được biết tới với cái tên chế độ song quyền Medvedev Putin. Cũng từ đây, một thuật ngữ chính trị mới là Tan Democracy ra đời để ám chỉ chế độ song quyền trong bối cảnh chính trị hiện đại. Trong khi chức vụ thủ tướng về danh nghĩa là chức vụ phụ thuộc, thì nhiều người lại nhận xét Putin mới là nhà lãnh đạo thực tế trong giai đoạn này. Hầu hết đều cho rằng Putin vẫn giữ vị trí tối cao, hoặc ông và Medvedev có mức độ quyền lực tương đương. Cũng trong nhiệm kỳ tổng thống này, Medvedev đã sửa đổi lại hiến pháp về thời gian mỗi nhiệm kỳ tổng thống từ 4 năm lên thành 6 năm, áp dụng với các nhiệm kỳ sau nhiệm kỳ hiện tại, tạo điều kiện cho Putin trở lại với nhiệm kỳ dài hơi hơn trong tương lai. Về thành tựu, chính bản thân Putin đã nói rằng việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới là một thành tựu lớn của nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai của ông, bảo vệ nền kinh tế Nga trước những tác động đa chiều và sâu rộng của cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới năm 2008-2009 là một trong những thách thức lớn nhất đối với ông trong 4 năm giữ cương vị thủ tướng Nga. Các biện pháp chống khủng hoảng đã trở thành vấn đề căn bản trong chương trình hỗ trợ với quy mô lớn cho các ngành, nghề khác nhau của nền kinh tế Nga. Để chống lại những ảnh hưởng không mong muốn, ông Putin đã bơm hàng nghìn tỷ rúp vào nền kinh tế để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và các ngân hàng. Hành động này của ông đã giúp ngăn chặn nguy cơ sụp đổ của các ngành công nghiệp, kiềm chế lạm phát và thực thi đầy đủ các cam kết xã hội của nhà nước đối với người dân. Tuy mức độ tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn này chỉ giữ ở mức 4,3%, thấp hơn so với con số 7% với trước khủng hoảng, nhưng vẫn là một con số đáng để lạc quan trong bối cảnh kinh tế thế giới bị suy thoái nặng nề. Một trong những nhiệm vụ kinh tế được ưu tiên khác của Putin trong thời gian làm thủ tướng Nga là đa dạng hóa ngành xuất khẩu năng lượng nhằm giảm bớt sự lệ thuộc của kinh tế Nga vào các hoạt động xuất khẩu nguyên nhiên liệu. Vì vậy, trong 4 năm cùng Medvedev điều hành chính phủ, ông rất coi trọng xuất khẩu khí đốt. Nhờ các chính sách tập trung vào khí đốt trong giai đoạn này, Nga đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Dầu mỏ và khí đốt tự nhiên của Nga đã có lúc chiếm tới gần 25% tổng sản phẩm quốc nội GDP và khoảng 30% tổng thu nhập ngân sách quốc gia, góp phần to lớn duy trì sự ổn định của nền kinh tế này. Ngoài ra, các quốc gia Đông Âu và Đông Nam Á phần lớn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung cấp khí đốt của Nga, tạo nên một sự lệ thuộc nhất định của khu vực này với nền kinh tế Nga. Nhờ sự khởi sắc trong suốt hơn 10 năm kể từ khi Putin nhậm chức tổng thống năm 2011, Nga chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO sau quá trình đàm phán gay cấn kéo dài hơn 10 năm. Sự kiện này đã đánh dấu việc Nga chính thức nối thông với nền kinh tế năng động toàn cầu. Ngoài những thành tựu kinh tế đã nói ở trên, các cải cách về mặt xã hội của Putin dưới nhiệm kỳ thủ tướng cũng rất đáng để được công nhận. Ổn định suy thoái nhân khẩu học hậu Xô Viết đã được ông từng bước khắc phục thông qua cải thiện, chuẩn hóa và gia tăng phúc lợi xã hội trong suốt những năm 2008 đến năm 2012. Một trong những cải cách quan trọng nhất trong lĩnh vực xã hội Nga dưới thời thủ tướng Putin là về chế độ hưu trí. Đây cũng là những cải cách đầu tiên theo hướng này ở nước Nga thời hiện đại. Theo đó, Nga tiến hành đánh giá lại các quyền lợi khi về hưu của những người đã có cống hiến trong thời kỳ Xô Viết, trả ngay 10% và 1% cho mỗi năm làm việc tính đến năm 1991. Năm 2010, khoản tiền bổ sung thêm là khoảng 1.100 rúp một tháng, một con số được đánh giá là chấp nhận được. Việc hỗ trợ phát triển lĩnh vực giáo dục và y tế cũng được coi là một trong những phương hướng hoạt động chính của chính phủ Nga trong 4 năm qua. Vì vậy, trong 4 năm làm thủ tướng, Putin đã cố gắng hiện thực hóa một số sáng kiến cải thiện đời sống được đưa ra từ nhiệm kỳ tổng thống 2000 đến năm 2008. Trong đó, đáng chú ý là việc thí điểm kỳ thi quốc gia thống nhất CSE đã được thực hiện trong 8 năm ở các khu vực của Nga và được ghi nhận là mang lại hiệu quả. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau theo dõi hai nhiệm kỳ tổng thống rực rỡ nhất của Putin. Ngoài ra, ta còn chứng kiến nhiệm kỳ thủ tướng thứ hai khi ông cùng tổng thống Medvedev chia sẻ quyền lực để đưa nước Nga vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008 đến năm 2009. Vậy Putin sẽ còn phải đối mặt với những thách thức nào nữa trong tương lai, mà đặc biệt là sự kiện tâm điểm trong những năm vừa qua, cuộc xung đột Ukraine? Cùng đón đọc phần tiếp theo và cũng là phần cuối trong series Hành trình quyền lực của Putin nha. Còn bây giờ, nếu có cảm nghĩ nào về nhân vật này thì các bạn có thể để lại chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nha. Cũng đừng quên subscribe và like video để ủng hộ chúng mình, giúp chúng mình có thêm động lực để mang tới cho các bạn những thông tin thú vị khác trong tương lai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đây là Spy Room, còn mình là Nam.